Cùng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, ngày An Minh Sik. Tại buổi tiếp, ngày Tổng lãnh sự An Minh Sik bày tỏ vui mừng trước tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục được giữ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, Hàn Quốc đang xem Việt Nam là một trong những điểm đến tiềm năng về giao thương, nhất là khi giữa hai nước đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thời gian qua trên các lĩnh vực về thương mại, du lịch, văn hóa. Bày tỏ tin tưởng vào mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam, Hàn Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay thành phố đang tập trung khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát huy các thế mạnh, nhất là về công nghệ thông tin, công nghệ cao, bí thư thành ủy nguyễn văn quảng mong muốn ngày tổng lãnh sự sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để có nhiều hơn các nhà đầu tư hàn quốc đến với đà nẵng góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh hiện đại